Xin giới thiệu với các bạn dán màn hình Backplay 990 nhưng là dán cường lực. Rất là đẹp rồi. Nhưng khi dán cường lực vào 990 còn đẹp hơn. Và nhất là không bị vỡ hỏng, bị làm dơ. Chữ 9 của chúng ta. À, Z10. Z10, Q10 thì mình cũng có cái bài về dán cường lực cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dán. Dán cái này thì không khó. Nó có cái giả ướt cho bộ sản phẩm thì nó có cái bộ này. Khăn ướt lau cho nó hết bụi, không có bụi. Rất là thích. Tiếp theo là xem cái thứ hai. Xếp thai. Ta phải lau thật sạch, vì khi mà không lau sạch thì nó sẽ không bám, nó sẽ có bụi. Lau càng sạch thì dán sẽ càng đẹp. Và đây nhân vật chính của chúng ta, dán cường lực hay là tên gọi khác là dán chống va đập, chống vỡ. Khi làm rơi thì cái tấm này nó sẽ bảo vệ rất là tốt cho màn hình. Và nhất là nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng, bạn được cảm ứng rất là mượt mịn, tha hồ rơi quang quật. Ta bóc cái lớp dán, nó có lớp 1. Nó không giống như là dán trong bình thường. Trong bình thường thì hai lần cái này chúng bóc. Có bóc tấm số 1. À. Chúng ta căn. Căn thật là chuẩn mà mình. Chuột màn hình và đặt xuống. Ồ, nó tự nó hít vào. Ồ, phải nói là dán cường lực cho
Lớp 99 thì rất đẹp, đẹp và tinh tế. Đây là lỗ loa được khắc rất cẩn thận, các cái đường phát đó. Dán cường lực xịn thì các cái góc của nó được được vát mép, vát mép rất là nó mép cong cong như kiểu không tạo cảm giác sắc tay khi mà mình cầm, mình cảm ứng đó. Đây lỗ, ví dụ đây là lỗ cảm biến màn hình thì nó cũng được làm mỏng rất tinh tế, rất đẹp, bảo vệ tốt, không xước sát, không ai chờ. Xin cảm ơn, chúc các bạn có một cái bộ giáp bảo vệ màn hình 99 thật là tốt và hiệu quả. Xin cảm ơn, sản phẩm đã có bán tại di động cao cấp.vn.